3 lần nhận tin nhắn từ số máy lạ, Trung quyết định vẫn đến điểm hẹn theo yêu cầu nhưng sẽ chỉ đi một mình. Sau một thời gian về đồn biên phòng Mường Luông nhận công tác, Trung, Việt Anh nhận ra nhiều bất cập vẫn tồn tại và phải sớm được giải quyết dứt điểm. Việc vận chuyển ma túy, Trung đang nghi ngờ Phương, Thu Quỳnh là người đứng sau vì năm xưa chính bố Phương. Lang Tâm, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, từng bị kết tội vận chuyển trái phép ma túy. Trong trích đoạn trên đây, Trung kể với Tuấn Anh, Phan Thắng việc mình nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Số này đêm qua nhắn cho tôi 3 lần, cùng một nội dung nhưng mỗi lần lại là một địa điểm khác nhau. Trung cũng đưa cho Tuấn Anh xem nội dung tin nhắn anh nhận được. Tuấn Anh phân tích 3 địa điểm nhắc tới trong tin nhắn gửi cho Trung đều là những vị trí hết sức nhạy cảm. Trung biết điều này nhưng vẫn quyết định sẽ tới điểm hẹn theo yêu cầu của người lạ. Tuấn Anh đề xuất bố trí người đi cùng Trung để đảm bảo an toàn cho đồn trưởng. Tuy nhiên, Trung nói không cần phải làm như vậy. Dù với mục đích gì thì tôi có cảm giác người này đang trong tâm trạng bất an. Tôi sẽ đi một mình, Trung phán đoán và quyết định tới điểm hẹn một mình. Liệu Trung có gặp nguy hiểm khi tới điểm hẹn? Ai là người đã nhắn tin cho Trung? Dù cùng sống và học tập trong môi trường quân đội nhưng Hiếu và Thái chưa phút nào hòa thuận với nhau. Hiếu cho rằng chính Thái đã khiến mình chịu phạt nên rất ấm ức. Hiếu, Trần Kiên là bộ đội nghĩa vụ hải quân, tính cách ngỗ nghịch. Hiếu nhập ngũ vì nghe lời bà nội, bản thân lại không muốn trở thành một chiến sĩ bộ đội. Tại nơi học tập và rèn luyện, Hiếu thường xuyên xích mích, gây sự với Thái, Việt Hoàng. Trong trích đoạn trên đây, Hiếu cay cú và ấm ức nghĩ rằng vì Thái mà mình mới bị phạt tăng gia sản xuất. Hiếu nhất quyết không để yên chuyện này. Bạn thân của Hiếu là Hoàng, Hoàng Dương cũng hùa với Hiếu đi hỏi tội Thái. Hiếu mắng Thái là đồ mách lẻo vì đã mang chuyện của Hiếu đi kể bừa bãi và không xin phép. Hiếu còn cho rằng Thái có nội tâm đầy đố kỵ. Trong khi đó, ở quê, bà nội Hiếu vẫn ngày ngày mong ngóng các cháu. Bà nội rất thương Hiếu, biết Hiếu thích ăn thịt gà nên không cho cô Ngân, Tú Oanh mang gà đi bán. Cô Ngân cũng phì cười nhắc lại chuyện Hiếu, dù không cho ai được giết gà nhưng lại vẫn ăn thịt gà và vừa ăn vừa khóc nên toàn bị Trung, Việt Anh mắng.